Em là startup và khách hàng chủ yếu của em là mảng F&B, hospitality, tức là doanh nghiệp startup nhưng mà B2B, khách hàng là các doanh nghiệp F&B. Tình hình kéo dài như vậy thì em nên chuyển hướng như thế nào? Xin cảm ơn. Thì mình trả lời thành hai ý nha. Thứ nhất là mình có sống chết với cái ngành này không? Nếu sống chết với ngành này, hãy là partners của họ. Tức là khách hàng của mình đúng không? Là bây giờ là mình là nhà cung cấp thì hãy là partners của họ. Mình hỗ trợ được họ cái gì maximum thì hỗ trợ với họ. Thì sau đó họ sẽ nhớ các bạn rất là nhiều, nhớ ha. Và trong kinh doanh hay trong cuộc sống, ông bà mà nói bao đời đây rồi, tức là trong lúc khó khăn mới biết ai là bạn. Cái thứ hai á, là nếu mà mình xác định á, là F&B Hospitality hiện nay mình đã làm hết sức rồi mà nó cũng không có giúp được doanh nghiệp mình sống nữa, thì hãy ngồi nghĩ như thế này nha. Mình đang bán về products, để mà bán về sản phẩm vật lý, sản phẩm xe được á, thì hãy cộng với service để nó ra thành solution. Đó là cái bước đầu tiên. Nó có ngoài cái doanh nghiệp F&B, ngoài doanh nghiệp Hospitality á, mình đem ra chỗ khác mình bán được không? Nếu mình bán chỗ khác, tức là mình đa dạng hóa phân khúc khách hàng của mình, thì mình sẽ mở rộng ra mình sống được chỗ khác nữa. Còn nếu mà mình thấy là chỉ có phần về F&B này thôi, thì mình hãy đồng hành với họ. Họ qua công tăng này mình qua. Và trong kinh doanh á, chỗ này mình lưu ý cái điểm là người ta có câu là nước lên thuyền lên. Bây giờ nước nó xuống rồi, mình theo thuyền nó sẽ xuống thôi. Đúng không ạ? Thành ra mình khúc này mình nhớ tìm một cái đa dạng hóa. Có nhiều công ty họ đang nhờ cái cơ hội này, họ chuyển dịch nó ra. Thế là trước giờ họ chỉ là có một cái vùng an toàn thôi. Bây giờ họ mở rộng nó ra các phân khúc khách hàng mới. Và đôi khi phân khúc khách hàng mới ban đầu nó chỉ là ngôi sao thôi, nó chưa đến mức là công bò sữa, nó cung cấp đủ doanh thu lớn cho mình, nên từ 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 nó sẽ chuyển dịch nó ra, và sau đó cái mảng doanh thu của mình nó sẽ trở thành nhiều cái đơn vị kinh doanh khác nhau và nó mang lại lợi nhuận cho mình.